ใช้ทีมโรบอทโรบอท MIM là ai không cần lên dây cót yeah. bên em đến ngày mai chỉ cần em thay tốt không là anh thì ai dù có là robot thì cũng yêu anh never sai và rồi ngày đầu anh gặp được em cảm thấy thời gian cứ như ngừng động để má ửng hồng em xinh như mộng thử hỏi em muốn về cùng anh không vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai anh chưa từng phải say nắng một ai nhưng khi gặp em chắc anh phải nghĩ lại và khi có em về chung một nhà có bao nhiêu điều thú vị xảy ra anh viết tặng em vài bài tình ca một ít liều nhỏ hai quả thi ha có anh bên cạnh em tìm đâu xa real love ở đây em tìm đâu xa người tốt như anh em tìm đâu ra ông tơ bà nguyện thích tình đôi ta trái tim của robot em ơi em là ai không cần lên dây cót giờ bên em đến ngày mai chỉ cần em thấy tốt không là anh thì ai dù có là robot thì cũng yêu anh em và sai Hình như là trời sáng rồi thì phải. Mệt quá. Ủa, khoan từ từ, robot Sammy đâu ta? Chắc là đã đi ra ngoài rồi. Trời, tính ra ngủ ngon ghê luôn á trời. Rồi, để ra ngoài hóng gió xíu coi. Ôi, tính ra là hôm nay trời đẹp ghê luôn á. Trời sáng trưng à. Ui, mèo Sammy kìa. Ủa mà buổi sáng mày Sammy đâu kìa làm gì vậy ta? À, chắc là đang tập thể dục thì phải. Buổi sáng thức dậy lên trên đây hít thở không khí trong lành thật là thoải mái làm sao. Thôi, chắc là bây giờ xuống dưới gọi là đánh răng rồi sau đó ăn sáng một tí mới được. Thôi, đi xuống dưới nào. Ông cứ lại. À mà khoan, quên mất còn ông nội mình nữa. Tính ra là hôm qua ông nội kêu rằng là ông nội hôm nay sẽ nấu đồ ăn cho mình. Ủa rồi ông nội đâu ta? Rõ ràng là hồi sáng nay ông nội kêu là ông nội sẽ nấu đồ ăn cho mình mà bây giờ ông nội đi đâu rồi trời? Ủa, trong bếp mình có thấy đồ ăn đâu. Ủa, từ từ. Ông ơi, ông nội ở ngoài đây nè con. Ủa ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Hay, ông nội đang ở ngoài sau cái vườn nhà nè. À, trời ơi, ủa mà ông làm cái gì mới sáng sớm ông ra ngoài đây làm gì vậy? Hay, thì mới sáng sớm ông nội ra ngoài đây để tưới cây nè. Nè, mà ông nội nói cho con nghe nè, con trồng cây ra sao á mà để cho cây nó héo trơn vậy? Trồng cây nhưng mà lại không tưới cho nó thì làm sao nó tươi được? À, trời ơi, thì cái này là cái vườn hoa mà ngày xưa con trồng ra để gọi là cho nó có gọi là một chút gì đó gọi là thơ mộng cho cái ngôi nhà của mình á. Nhưng mà con thì ông nội biết mà, con lười lắm. Cho nên là con trồng xong rồi con cứ để im đây à. Con cũng lâu lâu cũng mới tưới cây một lần. Hey, tuổi trẻ bây giờ á, suốt ngày lo làm việc, lo tới công việc không à. Không biết gọi là chăm sóc những thứ xung quanh mình. Con biết không, hoa có thể là nó không giúp được gì cho con, nhưng mà miễn khi nào mà con cảm giác mệt mỏi ra đây thôi là thấy mọi thứ như kiểu giống như là được làm mới lại gì đó, rất là thoải mái luôn. Ai thôi, nói chung là mấy cái bông hoa này nói chung là trồng ra cũng chỉ để ngắm thôi chứ có giúp được gì đâu ông nội, mà phải gọi là chăm sóc cho nó làm gì, mệt ghê á. Thôi rồi, ông nội cứ tưới cây đi để con vào con nấu đồ ăn sáng. Thôi tối hôm qua ông hứa ông nấu đồ ăn cho con mà ông không nấu luôn, ông thất hứa đúng không? Hey, trời đất ơi, con này á, một khi á mà ông nội đã hứa với con rồi thì tất nhiên ông nội phải nấu đồ ăn cho con chứ. Đây, đi vô trong đi, ông nội lấy đồ ăn cho con ăn. Dạ, rồi. Ủa, mà còn robot Sammy, ngươi làm gì ở đây vậy? Thưa chủ nhân, tôi đang giúp ông nội tưới cây. À, tưới cây hả? À? Trời, tính ra ngươi khỏe vậy, ngươi khinh một lần hai thùng nước ở hai tay luôn, ngươi khỏe dữ vậy? Thôi, cảm ơn chủ nhân. Đúng là robot. Thôi được rồi. À, ông nội ơi, ông vô làm ít đồ ăn cho con với con đói bụng quá à. Để ông nội làm cho con. Dạ, cảm ơn ông nội. Tính ra là ông nội lên đây cũng gọi là tốt chứ bộ. Có ông nội giúp mình chăm sóc vườn hoa nè. Chủ nhân ơi. Hả? Cái gì? Ngươi gọi ta hả? Cho tôi hỏi cái này đi. Hả? Hỏi cái gì? Loài hoa này là loài hoa tên gì mà nhìn đẹp quá à? Đâu, hoa nào? À, cái bông hoa màu trắng này hả? Trời ơi, vậy mà cũng không biết nữa, ta tưởng là ngươi thông minh lắm chứ. Ai về đâu có mấy bông hoa này thôi mà cũng không biết. Cái hoa này á, người ta gọi là hoa cúc trắng. Rất là đẹp luôn đúng không? Ồ, hoa cúc trắng. Đúng rồi. Tên nó đẹp quá à. Ủa, vậy chủ nhân có đẹp không? Hả? Hoa này á, nói cho ngươi biết nha. Bông hoa cúc trắng này á, là cái loại hoa mà ta thích nhất ở trong cái khu vườn này luôn. Ngươi biết tại sao không? Theo tôi nghĩ là vì nó đẹp đúng không? Sai bét rồi, trời ơi, ta không có giống người đâu, thấy cái gì đẹp là thích đâu, tào lao quá à. Ta thích mấy bông hoa này á, là bởi vì á, hoa cúc trắng nó có một cái ý nghĩa rất là gọi là hay luôn. Ngươi muốn nghe thử không? Ý nghĩa hả? Cũng được.
Đây, để ta giải thích cho ngươi hiểu nha. Cái bông hoa cúc trắng này nè, tại sao ta lại thích nó? Là bởi vì nó có một cái ý nghĩa rất là hay. Loài hoa cúc trắng á, là một loài hoa rất là mong manh và rất là dễ bị tổn thương. Ngươi biết tại sao không? Là bởi vì những cái cánh hoa của bông hoa này nè, rất là dễ bị rụng rời ra. Nhưng có một điều rất là đặc biệt ở bông hoa này, đó chính là sức sống mãnh liệt của nó thì không có bất cứ một bông hoa nào có thể gọi là hơn nó được. Bởi vì hoa cúc trắng là một loài hoa có thể nói như thế nào ta, phải nói như thế nào cho ngươi hiểu nha. Nói chung là nó có một sức sống rất là mãnh liệt và không bao giờ chịu khuất phục với bất cứ gọi là khó khăn nào cả. Ngươi hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Đó, bởi vậy cho nên là ta rất là thích nó luôn. Bất cứ khi nào mà ta có chuyện buồn, ta đều ra ngoài đây ngắm những bông hoa này. Bởi vì ta biết rằng là những bông hoa này á, nó còn gọi là sẽ gặp nhiều những cái khó khăn trên cuộc đời này hơn cả ta nữa, nhưng nó luôn luôn gọi là cố gắng để giành lại được sự sống cho bản thân mình. Đấy, cho nên những bông hoa này là những bông hoa rất là đặc biệt đối với ta. Thôi rồi rồi, hỏi nhiều quá. Bây giờ vô trong nhà để ta gọi là ăn đồ ăn ông nội ta nấu đồ ăn sáng cho ta. Ta ăn rồi ta còn phải đi làm nữa. Hôm nay ngươi đi theo ta vào công ty nha. Vâng, thưa chủ nhân. Rồi ok, thôi đi vô kiếm gì đó ăn đi, nhanh lên. Đói bụng chết đi được nè. Hay, con đói bụng quá ông nội ơi, có đồ ăn chưa ông nội? Đây đây, có đồ ăn rồi đây con. Đây, hôm nay ông nội nấu cái món mà con thích nhất luôn. Đó. Đâu? Wow. Đây, cơm sườn bì chả trứng. Trời ơi, cơm sườn bì chả trứng à, nhìn ngon quá vậy ông nội. Wow, con cảm ơn ông nhiều nha. Thôi, con xin phép con ăn trước nha. Dạ, ăn thử miếng coi. Ủa bà ơi. Không cần ơi, cho ông nội hỏi cái này một cái. Sao ông? Ủa, nếu mà bây giờ con robot này thì nó ăn bằng cách nào? Hả? Con robot này hả? Con robot này nè ông nội, nó rất là hay luôn. Nó có thể ăn uống được như con người bình thường luôn á. Bây giờ ông thử gọi là làm món gì đó cho nó ăn thử đi. Nó ăn được luôn á, ghê lắm. Ăn được như một con người bình thường. Thôi được rồi, để ông nội thử làm vậy. Dạ dạ. Sao trời nóng quá ta. Ê robot, bật quạt giúp ta coi, nóng quá à. Vâng, thưa chủ nhân. Nhanh lên. Ok. Đây, ông nội mới làm cái món gà nè. Coi là con robot này ăn được hay không. Ủa, đùi gà hả? Ủa trời, ông nội món này ngon quá, sao ông không cho con tiền cho nó? Hay, đùi gà bữa nào mà ăn mà chả được, còn bây giờ á ăn cái này cho nó có sức đi còn đi làm nữa chứ. Trời ơi, đùi gà ngon vậy mà ông không cho con. Thôi, Sammy, ngươi ăn thử đồ ăn trong nội ta xem coi. Vâng, thưa chủ nhân. Đó, ghê không? Wow, nó ăn được như một con người bình thường luôn. Đúng rồi. Con nói thiệt nha, con rất là bất ngờ về cái con robot Sammy này luôn. Mặc dù á Sammy là robot, nhưng mà ha, không hiểu sao Sammy không giống như những cái con robot bình thường, là nó chạm vô nước là nó sẽ bị hư nè, hoặc là nó sẽ không ăn được đúng không? Còn Sammy á là vừa gọi là ăn được mà vừa chống nước được luôn, rất là hay luôn, ghê không? Ghê đúng không? Trời ơi, biết mà. Thôi đây, bây giờ để ta ăn một tí đi, rồi ngươi đi theo ta vào công ty nha Sam. Vâng, thưa chủ nhân. Rồi, ok, để ta một tí ta ăn đã. Ngon quá. Hơi, mỏi chân quá trời quá đất luôn trời. Ngày nào cũng phải đi bộ gọi là mấy chục km để đến công ty như thế này luôn á. Mỏi chân ghê. Ủa mà tôi hỏi cậu chủ được không? Hỏi gì? Ủa sao cậu chủ không là đi mua xe đi cho nó khỏe, đi bộ cho mệt. Trời ơi, ngươi tào lao quá à. Nhà ta nghèo muốn chết là tiền đâu mua xe. Nếu như mà ta có tiền mua xe ha là ta đâu cần phải đi bộ đâu. Vậy thôi cũng hỏi. Đúng ha. Hay là để tôi cõng cậu chủ từ đây đến công ty được không? Hả gì? Nhanh mà. Cõng ta? Ôi, ngươi cõng ta lỡ đâu giống như lần trước ngươi đi ngang qua trong cái gì đó, cái hồ nước hay gì ngươi chọi ta xuống đó nữa. Không được đâu, mệt lắm. Không sao, lần này tôi uy tín thật mà. Lên đi. Vậy, cõng ta. Ngươi nhắm là ngươi cõng ta, ngươi chạy được nổi không? Thôi ngươi là đi chạy. Được rồi. Ok, nếu mà ngươi nói vậy thì ok, để ta xem coi ngươi làm được gì. Rồi ok, rồi ta leo người ngươi nè. Ủa rồi giờ sao nữa robot Sammy? Chủ nhân đã sẵn sàng chưa, lên đầu tôi nè. Rồi ok, giờ ta sẵn sàng rồi nè, giờ sao? Khởi động, chỉ đâu, tốc độ. Ui, wow, cái gì mà nhanh vậy. Ui trời ơi, tính ra ngươi chạy nhanh ghê ha. Ui, chạy nhanh hơn cả xe luôn á. Wow, ui, rồi, dừng. Dừng. Tới công ty ra nè, wow. Cái gì mà ghê vậy Sammy? Ui tính ra là à, ta quên mất ha. Tính ra là ngươi có chế độ chạy nhanh mà. Ôi nhưng mà khoan, có lẽ là hơi nguy hiểm á. Nếu như lỡ mà ngươi cõng ta mà chạy nhanh như thế á, mà lỡ đâu người ta nhìn thấy được, người ta biết ngươi là robot thì sao? Thôi chắc lỡ lần này thôi, để ta về nhà ta cố gắng ta kiếm tiền mua một chiếc xe. Không thôi là bắt ngươi cõng như thế này, người ta phát hiện ra ngươi là robot á ha. Vâng thưa chủ nhân. Thôi rồi, bây giờ ngươi lại cái ghế đá bên kia kìa. Ngươi ngồi bên đó đi. Còn ta vào làm việc một xíu. Tí nữa ta về, ta dẫn ngươi về nha. Vâng.
Ok, rồi. Hay. Lại phải làm việc rồi. Mệt quá, nhưng mà nếu mà không làm việc thì tiền đâu mà mua xe đây. Hay. Chào mọi người, tôi tới đây. Ê, mọi người ơi, hình như là hết giờ làm việc hay sao á, về nhà thôi mọi người ơi. À. Trời ơi, mệt mỏi quá à. Tính ra là nguyên ngày hôm nay làm việc mệt ghê luôn á. Thôi, bây giờ tôi phải về nhà, tôi đi kiếm gì đó ăn mới được. À mà khoan, Kaidon đây. Kaidon. Cuối cùng cũng làm việc xong rồi. Ủa gì vậy? Ủa gì ai kêu vậy? Ủa gì phải? Ê, Kaidon, hay là bây giờ tôi với ông đi ra ngoài siêu thị đi kiếm cái quán lẩu rồi đó ăn không? Đi không? Đi luôn, trời ơi, làm việc xong là mình phải gọi là thả ga mới được, đi thôi. Rồi, đi luôn chứ còn chần chờ nữa bạn ơi. Rồi, để tôi dọn dẹp mấy cái đồ đã. À, mà khoan, tính ra tôi bỏ hết đồ vô trong ba lô rồi. Ok thôi, đi 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 đi. Bây giờ mình đi gọi là kiếm cái quán lẩu rồi đó, ăn đi cay. Tính là tôi đó, đây, đây, lắm đây, rồi đây, đó đây. Ok, đi về kiếm quán lẩu ăn nào. Ủa, cái gì vậy sếp? Hai sếp bộ đi đâu vậy? À dạ, trời ơi, bọn em đang tính đi kiếm quán lẩu để ăn nè sếp. Sếp có muốn đi ăn lẩu chung bọn em không? Ăn lẩu? Ăn lẩu cái gì bây giờ? Trời đất ơi, đâu có nghe tiếng chuông kết thúc giờ làm vang lên là mấy cậu được đi ăn lẩu đâu. Ủa, cái gì vậy? Tính ra là mọi người về hết trơn mà tự nhiên sếp giờ sếp bắt bọn em làm gì nữa. Trời ơi, thế hai cậu không biết hôm nay là ngày cuối tháng rồi hả? Cuối tháng rồi là công ty chúng ta là phải chuyển giao hồ sơ sang công ty đối tác. Bây giờ hai cậu đi vô văn phòng kiếm mấy cái thùng tôi để ở góc kia kìa, bê hết mang để ra ngoài này cho tôi, tí xe ta tới người ta lấy. Hả? Cái gì? Sếp nói gì cơ? Tính ra là bây giờ là tan giờ làm rồi thì bọn em có quyền được về nhà chứ, sếp làm như vậy là bóc lột sức lao động của nhân viên nha sếp. Em nói sếp là sếp làm vậy là sếp bậy sếp mà. Đúng rồi, trời ơi. Bóc lột sức lao động hả? Ừ, nghĩ cũng đúng á, nhân viên ta làm phải cho về chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái vụ mà thưởng cuối tháng mình đang xem xét thì... Ủa thưởng hả? Thưởng hả? Ơi Kai ơi, nghe Kai nói cuối tháng này công ty tổng định duyệt cho nhân viên nào chịu khó làm thêm giờ sẽ được thưởng to lắm thì phải. Kai, thưởng có được. Hình như tôi nhớ là bình thường là cuối tháng á, công ty mình sẽ có một cái phần gọi là tuyên dương nhân viên gọi là tích cực nhất á, thì nếu như bây giờ bọn mình lấy lòng sếp Kai ơi, thì đâu được. Có Phong với thằng Kai loại khỏi danh sách thưởng giúp em nha. Cảm ơn. Sếp ơi. Trời ơi, sếp bình tĩnh. Sếp, trời ơi, sếp ơi, sếp bình tĩnh chứ, bọn em đâu có nói là bọn em sẽ không giúp sếp gọi là đem hồ sơ ra đâu. Vậy thì giờ bọn em đồng ý gọi là đem hồ sơ ra ngoài đây, nhưng mà sếp nhớ là cuối tháng xem xét sao cho bọn em được thưởng nhiều nhiều nha sếp. Dạ đúng rồi sếp. Mấy cậu chỉ ăn tay khôn lỏi rồi, trời ơi, vô kia nhìn thấy mấy cái thùng á, bê hết để ở cái chỗ này nè. Đó, à đây, ý xe người ta qua người ta lấy, nhớ chưa? Còn trời ơi, quá đơn giản. Ký hợp đồng đây. Dạ dạ ok dạ, sếp rồi, sếp đi thông thả à? Dạ, một tí nữa không thấy có chừng á. Dạ một tí nữa, một tí nữa sếp cứ quay lại đây kiểm tra, bọn em sẽ đem hết tất cả hồ sơ ra ngoài đây liền. Dạ dạ đúng vậy. Có chừng á. Dạ tạm biệt sếp, sếp đi mạnh giỏi. Ôi trời ơi, Kai ơi, Kai. Hay là bây giờ bọn mình chịu khó vô kia khinh mấy cái thùng ra ngoài đây trước đi, rồi sau đó thì tí nữa bọn mình đi ăn sau ha. Đúng rồi, tất nhiên rồi, có tiền mà, đi thôi, let's go. Ờ, đi, trời cái gì chứ, mấy cái thùng này dễ. Trời ơi. Dễ à. Ê, trời. Gì vậy? Nó nặng quá ông ơi. Hả, cái gì mà nặng, trời, đâu ông? Nặng quá trời ơi, ông trời ơi, ông chứa tài liệu gì trong đây mà chắc phải mấy ký một thùng luôn á trời. Đâu, ông bỏ xuống dưới coi, ông bỏ xuống dưới tôi khinh cho nè. Trời ơi, có cái gì mẹ không? Mẹ thùng khinh nữ đi. Có cái thùng gỗ mà làm quá à. Đây, tôi. Ê, trời. Trời, Kai ơi. Nó nặng thiệt Kai ơi. Nó nặng lắm. À, nó nặng lắm trời đất ơi. Tính ra là tôi tập tạ mà tôi khinh không nổi luôn á. Nặng quá. Đi tránh ra, tôi không bước nổi rồi. Để tôi để lại. Ôi trời. Ôi mấy bạn ơi, cái thùng này nó nặng dễ sợ bạn ơi. Cái gì đâu mà để tôi coi trong chứa gì vậy. Trời ơi, cái gì mà tàn sắc không vậy? Trời ơi. Cái gì tàn sắc không nè Kai ơi. Hèn gì nó nặng vậy, rồi xong rồi mình bị cái ông sếp này lừa rồi, ông bảo trong đây hồ ơi. Sơ mà. Tôi tưởng trong đây là mấy cái hồ sơ với ai vậy, toàn là sắt không, ông sếp này ông gài mình rồi Kai ơi. Nhưng mà mình lỡ hứa với ông rồi, giờ phải làm bây giờ biết sao. Cái thùng lỏng người lưu mình á. Ok thôi, để tôi khinh nè. Ôi nặng quá. Ok, từ để tôi đem ra ngoài. Trời mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, mình bước không nổi luôn á bạn ơi. Nặng quá trời quá đất luôn á. Cố lên vì lương thưởng cuối năm. Nhảy từng bước. Cố lên bà bơi. Tính ra là tôi tập tạ mà tôi khinh không nổi luôn cái. Hai hộp đầu tiên rồi. Mệt quá trời, thiệt khổ ghê luôn á, khinh hết cái đống này tôi chết quá. Ôi thôi, vô khinh tiếp, nhanh lên.
Trời ơi, tôi là mệt quá. Tôi là tôi chịu hết nổi nha cay. Tính ra là tôi mới kinh được có mấy thùng thôi mà tôi thở muốn chết luôn nè. Chắc là tôi không lấy thưởng của công ty đâu. Chứ cái kiểu này á, khinh nó chắc là tôi đi sớm á, trời ơi. Trời ơi, cay là cay, tôi nói ông nghe nè. Thưởng của công ty á, cuối năm thưởng á, nửa tháng lương lận đó. Trời ơi, không phải ít đâu. Ông lười là không được thưởng đâu, trời ơi. Ây da, tự nhiên thấy đau bụng ra. Ê Phong ơi, tự nhiên cái tôi thấy đau bụng á Phong ơi. Hay là bây giờ ông cứ bưng tiếp mấy cái thùng này nha. Tôi đi vệ sinh trong công ty xong rồi ra phụ ông liền nha. Ê nè nha, ông đừng có trốn việc nha. Tính ra là cái này tôi ông cùng nhận cùng nhau thì phải hai đứa cùng làm chứ không có chuyện mà ông để tôi làm một mình nha. Có đâu có trốn việc đâu. Thôi ông cứ làm xong đi nha, tôi đi vệ sinh cái tôi đi ra liền. Đi. Quay cái ông kia. Quay. Trời ơi, cái ông này chơi gì kỳ vậy? Tính ra là công việc sếp giao cho hai đứa mà giờ ông bắt mình làm một mình. Trời ơi, làm sao mình có thể khinh nổi được mấy cái thùng này ra đây, tàn sắt bên trong không làm sao mà khinh nổi. Trời ơi, giờ sao đây trời? Một khoan, từ. Tính ra là mình có Sammy mà. Đúng rồi. Sam đâu rồi? Sam bên kia. Ồ, quên mất, thời sáng nay mình cứ kêu Sam đợi mình ở chỗ này. Sam ơi, Sam. Vâng, trời ơi. May quá, ta quên mất là ta còn ngươi. Bây giờ nè, qua bên đây nhanh lên. Qua đây, ta nhờ tí việc. Nhanh lên robot, nhanh lên. Uầy, robot, ta hỏi ngươi này nha. Bây giờ nè, ta đang gọi là muốn khinh mấy cái thùng này ở trong công ty ra ngoài đây á. Thì mà ta khinh không nổi. Cho nên là ta muốn nhờ ngươi. Ngươi có thể nào khinh được mấy cái vật nặng này được không? Tại vì ngươi là robot mà, đúng không? Mấy cái thùng này hả? Đúng rồi. Đừng có lo, tôi có thể nâng được vật nặng trên 500kg. Hả, cái gì? Vật nặng 500kg? Trời ơi, tính ra là robot coi bộ khỏe dưới ta robot. Ừ đúng rồi, tính là robot thì tất nhiên là phải khỏe rồi. Khinh được vật nặng đến 500kg luôn, gì giỏi vậy. Vô đây. Lại đây. Bây giờ ta muốn nhờ ngươi nè, khinh giúp ta mấy cái thùng gỗ này nè. Đây. Cái thùng gỗ này á, ta là con người cho nên là ta không khinh nổi. Đây nhìn ta nè. Ồ, mỗi lần ta khinh lên nha, ta bước đi cũng không nổi nữa, nặng lắm. Bây giờ ngươi thể nào khinh nó đem ngoài kia giúp ta được không? Còn có mấy thùng nè. Thưa chủ nhân. Ok rồi, đem ra ngoài kia giúp ta đi. Ui. Trời ơi, cái gì mà chạy nhanh như vậy? Trời ơi, ngươi không thấy nặng hả? Wow. Không. Trời ơi, tiện ghê ta, tính ra là có robot cũng gọi là tốt ghê chứ. Rồi, bây giờ ngươi đem mấy cái thùng kia ra ngoài đây giùm cho ta nha. Rồi, ta ở đây, ta nghỉ ngơi xíu. Nhanh lên. Trời ơi, bạn ơi, tính ra là có robot cũng có ích ghê ha. Mấy cái công việc nặng này mình cứ nhờ robot làm. Nhưng mà như vậy có cảm giác là mình hơi thua con gái phải không ta? Nhưng mà không phải, tính ra là mình là con người, còn Sammy là robot mà, thì Sammy khinh được mấy cái thùng này là chuyện bình thường rồi. Ok, thôi khinh giúp ta mấy cái thùng này ra ngoài đây nhanh nha. Tí nữa sếp tao quay lại á. Nhanh lên. Trời ơi. Để đếm coi, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Ui, tính ra cũng được mười mấy thùng rồi. Cũng nhanh ghê ha, vậy là gần sắp xong rồi. Trời ơi, khỏe ghê. Ê, trời. Cuối cùng cũng đi xong rồi. Ê, Phong cậu, ôi, kỳ đây. Ủa? Hả? Trời đất ơi, một mình ông bưng hết những cái thùng này luôn hả? Sao giỏi vậy? Trời ơi, ông còn hỏi nữa hả? Tính ra ông đi toilet từ nãy giờ, ông để một mình tôi khinh hết cái đống thùng này. Ôi, tính ra ha, trốn việc ha. Tí là tôi nói với sếp trừ lương ông cho mà coi. Ê, tôi đâu có trốn việc đâu, tính là mới đi vệ sinh được mấy phút rồi, trời ơi. Ừ, cuối cùng. Ủa, thứ gì nhân, tôi đã hoàn thành được rồi. Xong rồi hả, Sam? Ủa, Phong. Hả? Từ, tại sao Sammy lại đây? Sammy hả? Hồi nãy tôi đến công ty nhưng mà tôi không an tâm khi mà để Sam ở nhà mình cho nên là tôi đưa Sam đến đây chung với tôi, được không? Hả? Có chuyện gì? Tại sao lại có thể xảy ra điều này chứ? Tôi nhớ không lầm là cái thùng này nè, bên trong toàn là sắt không à. Và hai người con trai như tôi với ông á đều đi tập gym nhưng mà đều không bưng nổi được. Vậy thì tại sao một người phụ nữ tay yếu chân mềm như Sammy lại có thể bưng được hết tất cả những cái đống này? Ông đang giấu tôi một bí mật. Chết rồi bạn ơi, giờ phải giải thích sao đây? Cái thùng này là đựng đầy sắt trong đó mà Sammy là con gái làm sao khinh nổi? Chắc chắn là sẽ bị lộ, Sammy là robot. Trời ơi, Kairon sẽ biết điều này cho mà coi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Thì ra ông dám lừa dối tôi. Hả? À,
Lừa dối gì? Tôi có lừa dối gì đâu. Chết bị lộ. Không cần à, ông không cần phải giấu bí mật đó đâu. Tôi đã biết được bí mật của ông và Sammy rồi. Thì ra Sammy Cái à, chính là Cái à, một nữ gamer. Trời ơi, wow. Hả cái gì? Thì ra Sammy là một nữ gamer. Trời đất ơi, hèn gì á mới có thể gọi là bưng hết được á mười mấy cái thùng sắt như thế này. Vậy mà trước giờ ông không kể cho tôi biết. Vậy mà tôi cứ tưởng đâu là bà Sammy này chỉ là một người con gái gọi là tay yếu chân mềm thôi. Ai ngờ bả là nữ gamer. Ê, bà có đi thi gọi là gamer, đấu trường gamer hay là mua thái gì không? Trời sao thấy khỏe mạnh như vậy? Đúng rồi, trời em gái tôi ở nhà hay tập tạ lắm, cho nên là em gái tôi khinh mấy cái thùng này dễ. Trời mày may quá bạn ơi, mình tưởng lộ chuyện rồi chứ. Kairon này coi bộ vậy mà khờ ghê ha. Ừ đúng rồi, em gái của tôi ở nhà có tập tạ cho nên là mấy cái thùng này khinh dễ mà. Thôi rồi bây giờ em gái em về nhà trước đi nha, tí nữa anh về sau nha, bye bye bye. Về đi nhanh lên nhanh vâng, lên. Thưa chủ nhân. Về đi, về đi. Trời ơi, ông có quả em gái gọi là gamer tập tạ đồ được á, khỏe đó. Thôi được rồi, bây giờ mình đứng đây, mình đợi ông sếp ông tới rồi ông lấy mấy cái thùng này ha. Ok, thôi đứng đây đợi sếp. Trời ơi, may ghê, tưởng lộ rồi. La 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 la. Oh. Ê, sếp. Trời ơi, em chào sếp. Bọn em làm xong rồi nè sếp ơi, nhanh gọn lẹ luôn sếp ơi. Thôi được rồi, bây giờ à. Hả? Mấy cậu bê cái thùng gì đây vậy? Thôi mấy cái thùng mà sếp dặn bọn em bê ra ngoài để ra. Trời, bọn em làm xong nha. Bây giờ bọn em xin phép sếp bọn em về. Lương gì thưởng gì thì. Ôi vậy? Tào lao cái gì mà về, cái gì mà thưởng, cái gì mà về? Ủa? Là sao? Đâu phải đồng thùng tôi kêu mấy cậu bê qua đây đâu. Ủa, tính ra là sếp kêu mấy cái thùng trong công ty thì mấy cái thùng này chứ còn gì nữa. Tất nhiên là mấy cái thùng trong công ty rồi, nhưng mà có cậu vô đây. Trời ơi. Ủa là sao trời, sếp này lương lẹo vậy? Mấy cái thùng trong công ty, mấy cái thùng đó chứ còn thùng nào nữa. Đây. Ủa, chính nó. Ủa vậy là sếp kêu bọn em bơi mấy cái thùng này chứ không phải là mấy cái thùng gỗ kia hả? Trời ơi, tôi đã nói mấy cậu là đi vô bên trong chứ không phải là đi vô cái phòng làm việc. Còn cái thùng kia là cái thùng đựng giấy phế liệu, giấy in, đâu phải là cái thùng tài liệu của công ty đâu. Ủa, cái gì kỳ vậy? Sếp phải nói rõ cho bọn em là cái thùng nào chứ. Trời ơi, bây giờ sếp làm bọn em là sếp? Sếp làm bọn em khinh hết mấy cái thùng ra ngoài kia rồi, bây giờ sếp bắt bọn em khinh lại nữa hả? Bây giờ không nói nhiều nữa, tôi yêu cầu hai cậu. Một là ra kia, ơi hết mấy thùng đó vô đây cất gọn đi, không người ta lại phạt vì tội vứt rác linh tinh. Hai là bơi lấy những cái thùng này ra, để ngoài kia. Trời ơi, xe sắp tới mà làm ăn như này là chết tôi rồi. Vậy là bây giờ em với Kairon phải làm lại từ đầu á sếp, mà còn không phải làm lại cái từ đầu kia. Mà tôi cho các cậu một tiếng rồi mà không làm xong nữa, tôi trừ luôn lương tháng này luôn, làm lại lên. Trời ơi sếp ơi. Trời ơi, cái ông sếp này tự nhiên không chịu nói rõ ràng, giờ bắt bọn mình phải khinh lại. Trời cài ơi, kỳ này là khỏi ăn uống gì rồi. Trời ơi, tính ra hồi nãy tôi mới vừa kêu Sammy về luôn á, bây giờ chứ còn có mỗi tôi với ông thôi, khinh đi cay, khinh vô lại. Khinh lên chứ biết sao giờ. Trời ơi, khinh xong mấy cái đống này rồi còn phải khinh thêm cái đống kia nữa. Trời ơi, ông dịch này, ông không phải sếp bọn tôi là ông biết tay bọn tôi. Ôi trời ơi, cay là cay. Tôi nhắm là kỳ này ha, tôi mà về nhà chắc là tôi sẽ phải gọi là lên trên YouTube á, tìm cái gì mà người ta ba đời nhà tôi trị xương khớp á, để tôi mua thuốc tôi uống quá. Chứ bây giờ tôi khinh đến cái thùng này, tôi muốn gãy lưng luôn rồi nè. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng xong. Cố lên nào, cuối cùng cũng xong rồi, mệt thiệt chứ. Tôi cũng mệt nè, để tôi đếm lại coi được bao nhiêu thùng ở đây. Tôi nghĩ là nhiêu đây chắc là đủ rồi đó. Tính ra hồi nãy á, bọn mình khinh nhầm mấy cái thùng gỗ cho nên là phải khinh lại mấy cái thùng này. Không thôi á là từ nãy giờ cũng đâu mệt đến như vậy đâu. Nhưng mà cái ông dịch này sao hôm nay ông khó tính dữ rồi cay ơi. Tôi không hiểu luôn á, ông khó tính dễ sợ luôn á. Mà tôi nói ông nghe nè, cái đó không phải là khó tính nữa, mà cái đó là đang đúng kiểu giống như là bóc lột nhân viên vậy á. Ông mà không phải là bạn chứ tôi đấm ông lâu rồi đó. Trời ơi, bình tĩnh ông nội. Cái gì đâu mà quýnh luôn, cái gì mà nghe ghê quá vậy. Chúng ta là bạn bè với nhau mà. Dù á là ông dịch á có thể á là ở trên công ty, ông có thể gọi là hơi ác với chúng ta một tí, nhưng mà dù gì ông cũng là bạn của chúng ta mà. Với lại chúng ta là nhân viên, còn ông là sếp thì ông có quyền sai bằng mình thôi chứ có gì đâu. Thôi, nói chung là sao cũng được hết trơn đó. Thôi được rồi, bây giờ khinh cái này cũng mệt rồi, cũng đói rồi. Hay là bây giờ tôi với ông đi ăn đi ha. Ok, đi ăn lẩu nào. Ok, đi ăn lẩu nha. Đây, bây giờ để tôi vô tôi lấy cái ba lô cái chúng ta cùng nhau đi ăn nha.
Ai, coi như là bỏ hết qua mấy cái chuyện buồn bực đi. Chúng ta đi ăn một bữa cho nó sảng khoái nào. Đây lấy cái ba lô nè. Rồi ok. Đi 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 đi. Ok đi thôi. Tôi là tôi đói bụng lắm luôn rồi đó. Đi về vậy. Không kia đi lại. Cái gì vậy Sigo? Cái gì ông nội? Làm gì cho mình? Ủa mới tăng ca xong hả? Đúng rồi, bọn tôi mới vừa tan ca, mới vừa gọi là bị ông Mr. Dịch ổng hành hạ nè. Ổng bắt bọn tôi là khinh mấy cái thùng này nè, mệt muốn chết luôn. Bây giờ bọn tôi về đi ăn nè, ông có muốn đi ăn chung bọn tôi không Rô? Ăn cái gì nữa mà ăn, bây giờ dạ? Làm việc xong rồi, bây giờ mấy ông về tắm rửa sạch sẽ đi, chuẩn bị đi du thuyền à. Du thuyền, du thuyền. Hả cái gì, đi du thuyền? Ủa, du thuyền ở đâu? Du thuyền à, ủa, hai không biết gì thiệt luôn. Ừ, ai biết gì ông nội, sáng giờ làm việc có biết gì đâu. Không biết thiệt luôn. Thì không biết mới hỏi ông nè ông nội. Không biết mới hỏi đó trời. Trời ơi, tính ra là ông Dịch hồi sáng ông kêu ông giác cái lo bác Khanh, ông đi khắp công ty, ông la là tối nay ông mời cả nhân viên, tất cả nhân viên đi du thuyền của ông luôn á. Hả gì, mời nhân viên trong công ty đi du thuyền của Mr. Dịch á hả? Đúng rồi. Trời ơi, nghe có vẻ xịn vậy. Ủa vậy là có nghĩa là tối nay nguyên cái công ty bọn mình lên trên du thuyền của Mr. Dịch để ăn tối trên du thuyền. Wow. Đúng rồi, nên là bây giờ mấy ông mà đi ăn á là mấy ông hối hận á, tại vì nghe nói đồ ăn trên du thuyền ngon lắm, gọi là đầu bếp hạng sang, hàng đầu thế giới luôn. Trời ơi, nghe đã vậy. Ờ thôi cay, hay là bây giờ bọn mình tạm thời nhịn đói đi, bọn mình về nhà tắm rửa cái đi, sau đó tí nữa tối nay lên du thuyền ăn đồ ăn trên du thuyền là nó sướng hơn nhiều, đúng không? Cũng hợp lý á. Thôi bây giờ tụi mình về nhà chuẩn bị đi nha. Ok, thôi được rồi Rô, vậy giờ ông về nhà chuẩn bị đi, tối nay hẹn gặp nhau trên du thuyền của Dịch nha. Rồi nhớ hẹn gặp lại nha. Không gặp không về á. Ok, không gặp không về. Ui đã bạn ơi, được đi du thuyền mà còn được ăn tối trên du thuyền nữa, nghe thôi thấy sướng rồi. Phải về nhà thay đồ đẹp mới được. Đi nhanh lên ca về nhà nha. Đi thôi. Được ăn tối trên du thuyền quá đã luôn. À mà khoan, đó ca thấy không, tôi nói mà ông Dịch ổng tốt bụng lắm, ổng mời bọn mình đi ăn nè, thấy không? Bởi vậy cho nên thì là nói chung là cũng được, thôi được rồi, nói chung là vậy là thôi cũng được rồi. Thôi thôi đi về. Đó, hai ông giận nhau, bạn bè giận nhau là không được đâu. Thôi đi về chuẩn bị còn đi ăn nữa. Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Đôi má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện